Xin chào các bạn. Trong video hôm nay thì chúng tôi xin được chia sẻ và hướng dẫn với các bạn cách để chúng ta tạo ra một bộ slide PowerPoint hoàn toàn bằng công nghệ AI. Trước hết thì các bạn vào ChatGPT và gõ vào câu lệnh sau đây: tạo giúp tôi 10 slide theo chủ đề ứng dụng công nghệ AI trong giáo dục. Ở đây chúng ta không cần ghi tên slide, chỉ cần 10 tiêu đề và cùng với nội dung của nó. Khi chúng ta sử dụng ChatGPT thì chúng ta cứ nêu chi tiết từng nội dung một thì nó sẽ giúp chúng ta tạo ra nội dung. Như vậy là chúng ta đã có 10 cái slide nó đã tạo ra ở đây rồi. Chúng ta chỉ cần copy cái nội dung này. Đây là tôi sẽ copy từ cái dòng này xuống đây để tí nữa chúng ta bỏ bớt đi một số các cái thông tin và đưa vào trong Word. Chúng ta mở Word lên. Tiếp đó là các bạn dán cái nội dung này vào thôi. Sau khi mà có cái nội dung ở trong Word này rồi thì chúng ta sẽ tinh chỉnh lại một chút, đúng không? Toàn bộ nội dung này chúng ta sẽ cho nó in đậm hết lên đi. Đấy, chẳng hạn như vậy. Và sau đó là tôi sẽ chọn View, chọn vào thẻ View và sau đó chọn Outline. Tất cả những cái nội dung nào mà tôi muốn nó là tiêu đề thì tất cả những nội dung là tiêu đề thì các bạn đánh dấu lại như này. Sau đó chúng ta chọn vào đây là River 1. Ở đây thì trong cái phần Home này có lẽ là chúng ta sẽ chuyển toàn bộ cái này thành Upper Key. Tiếp đó là chúng ta sẽ chọn toàn bộ cái phần nội dung. Ở đây chúng ta trong cái phần Outline này thì chúng ta sẽ chọn đây là Level 2. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái việc mà chúng ta chỉnh lại cái này. Sau khi hoàn thành xong cái này thì chúng ta sẽ kích vào đây, đó là Send Microsoft PowerPoint. Để có cái công cụ này thì trong cái công cụ Custom Quick Access Toolbar này thì các bạn chỉ cần chọn vào đây và sau đó chúng ta chọn là More Comment. Ở trong phần này thì chúng ta sẽ chọn ở đây là All Comment và chúng ta kéo nuôi xuống bên dưới này và tìm đúng cái dòng chữ đó là Send Microsoft PowerPoint. Và sau khi kích chọn vào đấy rồi thì chúng ta chỉ cần Edit sang bên này thôi. Ở đây bởi vì tôi chọn rồi cho nên là tôi sẽ không chọn lại nữa. Đấy, các bạn chọn tìm cái từ send đấy. Đây. Đúng không? Và chúng ta sẽ ví dụ như là chọn một cái nội dung nào chúng ta chỉ cần click edit sang bên này cái thì nó sẽ sang bên này luôn. Bởi vì tôi đã chọn sang bên này rồi cho nên nó sẽ không còn xuất hiện ở bên này nữa. Sau khi hoàn thành xong thì các bạn nhấn OK. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ nhấn vào cái nút này thôi. Thì nó sẽ chuyển sang PowerPoint cho các bạn ngay lập tức. Chúng ta nhấn vào Enable Editing. Và với các cái công với cái nội dung này thì với mỗi một trang này tôi sẽ insert vào đây một cái hình ảnh. Sau khi mà chọn hình ảnh ngay ở phía bên chỗ phần design và trong cái phần designer này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ gợi ý cho chúng ta rất nhiều các cái thiết kế có sẵn. Ví dụ như cái trang đầu tiên này tôi sẽ lấy cái nội dung này. Đấy, tiếp theo thì chúng ta có thể insert vào đây các cái bức ảnh. Với mỗi một cái mục tôi sẽ insert vào đây một cái bức ảnh để chúng ta đưa nó vào trong cái nội dung của mình. Sau khi có cái bức ảnh vào trong nữa thì bên này nó cũng sẽ có gợi ý. Chẳng hạn như là tôi sẽ lấy cái gợi ý này. Đấy, như vậy là chúng ta đã có cái phần AI đây và chúng ta có thể chọn designer đây rất dễ dàng. Tiếp đó là sang phần bên này thì chúng ta cũng lại insert vào đây một các cái bức ảnh. Và rất nhanh chóng chúng ta có thể lấy được những cái nội dung mà PowerPoint thiết kế sẵn cho chúng ta thôi. Đấy, như vậy là chỉ trong vài phút thôi là chúng ta đã hoàn thành xong bộ slide hoàn toàn trên công nghệ AI. Và sau khi hoàn thành xong thì các bạn có thể
tinh chỉnh lại các cái nội dung này để làm sao cho nó hợp lý với cả các cái nội dung của mình. Như vậy là dù là bạn không biết thiết kế đi chăng nữa thì với công nghệ AI chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một cái bộ slide PowerPoint một cách dễ dàng và đơn giản. Và trong phương thức này thì chúng tôi đã sử dụng Office 365 kết hợp với ChatGPT để tạo ra nội dung, sau đó là dùng Office 365 để dùng ngay cái design idea, tức là cái công nghệ AI nó đã tích hợp sẵn trong Microsoft để tạo nên bộ slide này. Video này thì chúng tôi cũng xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý và quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.